Hello, xin chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của hợp tác xã Dao Phúc Xanh. Ngày hôm nay thì em sẽ lên với cả nhà một bộ dao bếp đầy đủ chức năng, từ dao chặt gà vịt này, dao chặt xương này, dao chặt gà vịt này, một cái dao thái nhỏ và một cái mẫu dao bóc tỏi. Bản bóc tỏi này thì cả nhà cũng có thể sử dụng để gọt hoa quả luôn giúp em nhé. Mẫu dao hôm nay em lên với mọi người cán sẽ là cán gỗ mun chốt và khâu đồng đỏ, và bản này thì sẽ là bản hai mặt trơn, không có dâm hoa văn. Mẫu này cả nhà có thể sử dụng cho em ở trong gia đình hoặc là mọi người sử dụng nhà hàng. Đối với dịp Tết gần đến thì cả nhà cũng có thể sử dụng để mà mình làm quà tặng cũng ok nha. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu em đi vào từng mẫu cho cả nhà mình cùng chọn lựa luôn nhé. Đầu tiên sẽ là mẫu dao chặt xương này. Đây ạ, đầu tiên sẽ là cái mẫu dao chặt xương. Dao chặt xương hôm nay em lên với mọi người, bản này đang có mã là N10MDD. Mẫu này đang có giá là 369.000. Đây là một cái mẫu dao chặt xương, bản nó cũng là truyền thống thôi. Lưỡi dao con này nó sẽ dài tầm độ khoảng 22-23cm và sẽ rộng vào tầm khoảng 10cm các bác nhé, rộng khoảng 10cm. Và mẫu này sẽ dày khoảng 5 ly như thế này ạ, nặng khoảng 800g cho đến 900g. Các bác có thể sử dụng để chặt gà, ví dụ những cái loại xương to ấy, xương ống này, xương chân giò thoải mái cho em luôn mọi người nhé. Mẫu này thì sẽ khá là tù này, cái phần lưỡi dao nó sẽ có độ vát như thế này một chút và có đục lỗ ở trên phần lưỡi dao. Ở đây thì cán sẽ là cán gỗ mun như thế này và chốt khâu thì sẽ là đồng đỏ các bác nhé. Mẫu này hai mặt trơn, có dập chữ HX Dao Phúc Xanh này, có tem chống giả. Hiện tại dập chữ HX Dao Phúc Xanh thì em đang có dập bằng dòng chữ dập chìm, và thứ hai là có dập laser. Dập bằng laser thì nhìn nó sẽ hơi gọi là không được đậm như là cái dòng chữ dập chìm mọi người nhé. Nhưng mà các bác nhìn kỹ thì vẫn sẽ thấy mọi người nha. Bản này là 369.000, chuyên chặt các loại xương to ạ. Bác nào mà dùng gia đình chặt xương to nhiều hoặc là dùng nhà hàng thì mọi người nên có một cái cây dao chuyên chặt xương như thế này giúp em nha. Thứ hai thì em sẽ chuyển qua mọi người qua sang mẫu dao chặt gà vịt. Dao chặt gà vịt này của em đang có mã là N09MDD và đang có giá là 329.000 mẫu dao chặt gà vịt này. Bản này thì lưỡi dao chỉ dài tầm độ khoảng 20cm, sẽ rộng vào khoảng tầm 8,5 cho đến 9cm và sẽ dày 3 ly như thế này các bác nhé. Dày 3 ly cho cả nhà mình luôn ạ. Chặt gà vịt, chặt sườn hoặc là các bác sử dụng để thái cho em cũng được luôn. Mẫu này cái phần lưỡi dao nó cũng sẽ hơi vát như thế này, thì khi mà mọi người sử dụng, mọi người cũng có thể sử dụng để lọc nhẹ cho em và có đục lỗ ở đây cho các bác này. Hai mặt đều trơn các bác nhé, hai mặt đều trơn như thế này. Các bác nhìn kỹ vẫn sẽ thấy cái vết búa đập rèn ở trên cái phần lưỡi dao của nhà em mọi người nhé. Nó sẽ không được bóng loáng hoàn toàn đâu ạ, bởi vì là mình đập rèn thủ công. Cán sẽ là cán gỗ mun như thế này và chốt và khâu thì sẽ là đồng đỏ các bác nhé. Mẫu này 329.000, nó sẽ nặng vào tầm độ khoảng 500 cho đến 550g. Mã N09MDD. Tiếp theo em sẽ lên cho mọi người cái mẫu dao thái bản vát của nhà em. Bản này là một cái mẫu dao thái bản vừa thôi. Con này có mã là GT03MDD và đang có giá là 279.000. 279.000, bản này lưỡi dao sẽ dài khoảng độ 20cm và rộng. Phần rộng này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 6,5 cho đến 7cm, 6,5cm mọi người ạ. Sẽ dày khoảng 1,5 ly như thế này. Bản này thì cái phần lưỡi dao nó sẽ có một cái độ bo như thế này. Tức là ngoài việc các bác sử dụng để thái thịt cá, rau củ, bổ hoa quả, mọi người cũng có thể sử dụng để lọc nhẹ cho em luôn cũng được. Cán sẽ là cán gỗ mun như thế này, chốt và khâu đồng đỏ các bác nhé. Bản này thì hai mặt cũng trơn ạ. Đây, hai mặt cũng trơn. Mẫu này thì đang có giá là 279.000 mọi người nhé. Một cái mẫu dao thái bản vừa của nhà em. Mẫu này thì các bác sử dụng ở trong gia đình hoặc là nhà hàng cũng đều ok. Cái phần lưỡi dao sẽ được đập rèn thủ công từ thêm nhíp xe ô tô này, sắc bén và bền. Con này thì mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn cái phần vết búa đập ở trên lưỡi dao, vì cái độ hoàn thiện của con này nó sẽ ít hơn một chút. Tức là đây, có thể là thợ làm nó cũng sẽ có vết hơn một chút và mình nhìn rõ cái vết búa đập hơn. Có những cái cây các bác chỉ cần nhìn vào như thế này là mọi người đã thấy luôn được cái vết búa đập ở trên lưỡi dao rồi. Hoặc là có những cây thì mọi người nhìn nó sẽ khó hơn, bởi vì cảm giác khi nhìn nó sẽ bóng hơn ấy các bác. Đây, 279.000 mẫu dao thái. Thực ra các bác có thể mua theo bộ hoặc là lấy lẻ cũng được nhá. Tiếp theo em sẽ lên cho mọi người một cái mẫu dao thái nhỏ. Mẫu dao thái nhỏ này của nhà em thì đang có mã là G01MDD. Bản này thì đang có giá là 229.000. Mẫu này thì các bác sử dụng để thái thịt cá, rau củ hoặc là mọi người thái gọt bổ hoa quả cho em. Mẫu này khá là ok bởi vì nó sẽ gọn hơn. Lưỡi dao con này chỉ dài khoảng 18cm thôi và sẽ rộng vào khoảng 4-4,5cm. Dày khoảng 1,2 đến 1,5 ly như thế này. Cán sẽ là cán gỗ mun này, chốt và khâu đồng đỏ. Bản này hai mặt cũng trơn các bác nhé. Sẽ có dập chữ HX Dao Phúc Xanh như thế này ở trên lưỡi dao và có kèm tem chống giả cho mọi người. Bản này thì là một cái mẫu dao thái nhỏ của nhà em.
Mẫu này các bác cũng có thể sử dụng ở trong gia đình hoặc nhà hàng được, để mà mình thái những ví dụ như là các bác thái rau nhỏ này, hoặc là mọi người có thể sử dụng gọt bổ hoa quả những cái bản nhỏ mini. Bản này dùng thì nó sẽ linh hoạt và nhẹ tay êm tay hơn so với cái bản dao thái to. Nếu mà các bác chỉ thái rau củ nhẹ nhàng thôi thì mình có thể chọn cho em bản nhỏ này hoặc là gọt hoa quả cũng được. Cuối cùng thì trong cái bộ dao 5 món em sẽ lên cho mọi người một cái mẫu dao mini. Con này nhà em bình thường vẫn hay gọi là dao bóc tỏi, nó sẽ có mã là ZBTMDD và đang có giá là 369.000 cho mẫu này. Lưỡi dao đập rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô, nó sẽ nhỏ gọn thôi mọi người ạ. Cán sẽ là cán gỗ mun như thế này và chốt khâu đồng đỏ ạ. Chốt khâu đồng đỏ. Phần này cái phần lưỡi dao nhá, nó chỉ dài vào độ khoảng tầm 12 đến 13 cm thôi. Và cái độ rộng của lưỡi dao này nó sẽ chỉ rộng cho em vào khoảng tầm 2,5 cho đến 3 cm và sẽ dày khoảng 1,2 đến 1,5 ly như thế này. Hơi nhọn ở cái phần đuôi như thế này một chút thì mình có thể sử dụng để bóc tỏi này. Các bác có thể sử dụng để gọt hoa quả hoặc là mình sử dụng để thái rau nhỏ gọn cho em cũng được. Nhặt rau thì các bác cầm cái bản này ok này. Nó sẽ có cái điểm tì tay như này. Con này em đã sử dụng để gọt hoa quả rồi thì em thấy là sử dụng thích mọi người ạ. Nó sẽ kiểu dạng là nhỏ gọn. Và thứ hai là mình cầm nó cũng sẽ khá là nhẹ, 169.000 cây này thôi và rất là sắc. Nếu mà các bác sử dụng cây này để mình gọt hoa quả là sau khi các bác sử dụng xong, mọi người nhớ rửa sạch lau khô, mọi người có thể tra qua ít dầu cho em. Và trước khi mình quay lại mình sử dụng lại thì các bác cần phải rửa sạch và mọi người lau qua cho em thì mình hãng dùng mọi người nhé. Đây ạ, có dập chữ HX ra phúc sen, có tem chống giả đầy đủ. Tuy nhiên là con này nó sẽ nhìn hơi nhỏ quá, thế nên là các bác nhìn sẽ cảm thấy rằng là cái chữ HX ra phúc sen và cái phần tem chống giả nó đã che gần hết bất kể con dao của mình đi rồi. Đây, cán gỗ mun, các bác nhìn cảm giác cái cán thì có thể các bác sẽ cảm thấy to, nhưng mà cái cán này nó sẽ không bị nặng đâu mọi người nhé. Cán gỗ mun này cầm không bị nặng, không mùn mọt, không mối mọt gì cả. Và mọi người sử dụng xuống nước thoải mái cho em, nó không bị thấm nước. 169.000 mã dao bóc tỏi này mọi người nhé. Thì cả bộ dao 5 món của em ngày hôm nay gồm một dao chuyên chặt xương to, một dao chuyên chặt gà vịt, một dao thái bản vừa, một dao thái nhỏ và một dao bóc tỏi như thế này. Thì 5 món đang có giá là 1.375.000. Em sẽ giảm trên video của em ngày hôm nay còn 1.235.000 nếu mà các bác mua cả 5 dao như thế này và được miễn phí ship. Tức là từ 1.375.000 giảm còn 1.235.000 và được miễn phí ship. Còn nếu mà bác nào mình mua với mức giá nguyên giá, tức là nguyên giá của bộ dao là 1.375.000 thì em sẽ tặng kèm cho cả nhà mình một viên đánh dỉ như thế này mọi người nhé. Đây ạ, dao của nhà em các bác có thể sử dụng viên đánh dỉ hoặc là cả nhà mình có thể sử dụng cái bản sử dụng đá mài. Đá mài thì các bác có thể sử dụng đá mài bùn tự nhiên hoặc là đá mài mịn đều được, bởi vì là cái dòng dao thép nhíp nó sẽ không bị kén đá mài. Ngoài ra nếu mà các bác ngại bảo quản về đánh dỉ, mình bảo quản dễ thì các bác có thể lấy cho em một cái viên đánh dỉ như thế này. Đây, em sẽ quay kỹ cái viên đánh dỉ cho các bác xem. Viên này thì về các bác sử dụng đánh rất là dễ. Mọi người tưởng tượng là các bác cầm cái con dao như thế này, và nếu mà nó bị dỉ, các bác chỉ cần đánh chà lên cái phần lưỡi dao như thế này là nó sẽ ra hết dỉ nha mọi người ơi. Viên đánh dỉ này của nhà em bình thường thì em đang bán với giá là 190.000. Các bác bán lẻ thì hiện tại em đang có chương trình ưu đãi, em đang giảm còn 160.000 một viên. Còn các bác mua bộ dao ngày hôm nay của em gồm 5 món như trên như thế này thì em sẽ tặng kèm cho mọi người một viên đánh dỉ như thế này nếu mà các bác mua nguyên giá. Nguyên giá bộ dao 1.375.000 được tặng kèm một viên đánh dỉ trị giá 160.000 các bác nhé, và được miễn phí ship. Còn nếu như mà các bác mua bộ dao không lấy viên đánh dỉ thì đang có giá là 1.375.000, em sẽ giảm cho mọi người còn 1.235.000 không gồm đánh dỉ, không bao gồm viên đánh gì đó, và được miễn phí ship. Mọi người mở hàng xem hàng trước khi nhận. Hôm nay thì em đã lên cho cả nhà bộ dao để cho mình lựa chọn rồi, mọi người chọn lẻ hoặc là chọn cả bộ cũng được. Các bác ưng mẫu nào thì có thể để lại comment ở dưới video giúp em, hoặc là mọi người có thể nhắn tin gọi điện qua số điện thoại hoặc Zalo 0987240733 giúp em nhé. Hôm nay cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của em. Mọi người nhớ ấn like này, bật thông báo này, theo dõi kênh để mà mình có thể đón chờ những cái video mới nhất của bên em cả nhà nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye cả nhà.